Hello, ngày 30 tháng Hello. 4 anh em sẽ là ngày vui mừng ở California, có anh Tuấn và tôi. Ở Việt Nam này có anh Cầm Nguyễn. Anh Cầm có ý kiến gì về ngày 30 tháng 4, anh vui như thế nào, anh nói thử dùm cho anh em nghe coi. Trước hết là chào Song Phạm, chào anh Tuấn Vâng. ở Cali, là xin chào tất cả mọi người ở dưới diễn đàn của Song Phạm. Dạ. Thú thú thật là cũng mấy chục năm rồi. Năm nay mình về mình cố tình đi thật lâu, bởi vì mình muốn mong chờ cái ngày 30 tháng 4 mình coi thấy cái tình trạng họ người dân ở đây họ sinh hoạt như thế nào cái ngày 30 tháng 4. Thì mình không ngờ nó quá lớn anh, và cái này nó tương tự như Tết Nguyên Đán vậy. Tất cả mọi công nhân mà ở vào thành phố lập nghiệp á, họ đổ xô về quê, nó giống y chang Tết Nguyên Đán vậy. Và tất cả những khu vui chơi như là các bãi biển Vũng Tàu rồi Bà Nà, rồi nói chung là Phan Thiết, rồi những cái những khu vui chơi trong thành phố cũng đang ngạt người. Và hiện giờ tôi đang nói chuyện với anh thấy tôi đang ngồi được xe không? Khoan đã. Ok, bây giờ từ vì không có hình bác, bây giờ bác nói lớn để cho mọi người nghe bác nói có được không? Bây giờ bác cầm cho bác Phương Dương bác nói một chút, tại vì bác không có vào tham gia được. Rồi, ok. Xin mời bác Phương nói lớn đi. Kính chào tất cả các bạn, các thân hữu, đồng bào, đồng chí và anh em. Này, Tôi Dương Dương Vương. cái nhìn anh rồi à, có bắt quan vô cái rồi gọi tôi thấy là nó tôi làm một lúc rồi tôi đi đâu mất thì tôi ông đành phải dùng cái tiếng nói thôi. Và thì bây giờ thì xin chào tất cả và tôi lắng nghe nhà các vị. Anh có anh Quang vô này, cho tôi vô đi chứ. anh Đúng chị một vô chỗ đi, nói luôn đi. Thì bà chen vô đi, có ổng ngồi đó dần dần đó, thấy hình thì ổng không, rồi. đây là ngày 30 tháng 4 là tôi có một mà cái Tết lớn để mừng cái vị có thống hình nhất chị vô không? ông sáng tạo một chỗ và chiến thắng tôi tất cũng cả quên những mất. cái thế lực thù địch. Thì tôi rất là Nấu vui ăn sướng là mọi khi có ông cho tôi vô đi chứ. Ông trong cái phòng cho dịch cái của vô. để chứng tỏ rằng đất nước ta Mua bài đã đưa là rồi không cái thống phạm nhất. open Từ để đó cho chị Xuân vô, tôi thấy có hàng thấy hình ngày bác tôi có Quang cảm mà tiến anh bộ Quang ngồi đó mà, đẹp đẽ, nhiều sao thứ nhiều anh mặt. được Cái có gì thấy hình anh bây giờ Quang tôi ngồi. nhìn thấy là Việt Nam cũng có Chào anh tầm vóc, Quang, không chào có chào dù tất chưa cả mọi người, giàu lụm chào có anh nhiều Quang, nhưng mà chào cũng anh Tuấn, không thua các nước xung ông quanh bây Cầm, giờ chào anh xung Trọng quanh Phạm. đã châu Đông. Vâng, đó là những cái ý kiến. Là Tôi ngồi bên cạnh song hàng với anh Tuấn, đẹp quá. có thấy hình tôi Rồi ngay ngắn không? rất là ngay, anh là ngon nhất rồi. Ôi trời, anh Quang ơi, Number one. Cảm anh Cầm chưa? Anh Quang có thấy anh Cầm không? Rồi bây giờ chào ấy, chào bác Quang. Tôi chào Rồi, anh Trọng Phạm. rồi Bây chào giờ bác thôi, Quang luôn. Lê Tuấn. Vâng, chào anh. Và bây giờ thôi để Chào cho ông bác Cầm. Rồi, chào bác Quang. Bây giờ Thôi thôi được rồi. để bác Quang nói. Để tôi tiếp lời Ôi, có cái thấy câu chị chuyện Xuân lỡ dở nè. hồi nãy. Đấy. Xuân vô rồi. Trời ơi, bây giờ nhất định chen vô cho bằng được mà. Chào chị Ông Xuân. Ông á Tuấn ông là tay lung tung vậy. luôn lúc nào ông cũng giỏi tôi hết. Ông Tuấn là sao Đâu chạy cho vòng hay. vòng vậy? Ok. Ông á là ông luôn luôn là ông giỏi tôi Ok. nha. Bây giờ là có bà xã tôi ngồi đây rồi. Anh Tuấn lên trên rồi. Có thấy hình tôi không? Có thấy hình tôi Có, không? có, thấy, thấy, Cũng thấy. cùng một chỗ, cùng một bên với nhau. Ok. Bây giờ xin mời bác Quang cảm tưởng ngày 30 tháng 4 cho nó vui đi. Nói về 30 tháng 4 là ngày thống nhất đất nước. Không có một cái quốc gia nào mà bị phân hóa mà không mong mỏi được thống nhất đất nước. Theo tôi biết, sách lịch sử thì vẫn đã có nhiều nước chẳng may bị phân hóa, và họ vì lòng ích kỷ của từng nhóm lãnh đạo cho nên không có quyết tâm để mà thống nhất đất nước, mà nhất là những cái nước mà ở bên cạnh các nước lớn như là nước Ba Lan giữa hai nước Nga và Đức, nước Do Thái ở giữa các nước lớn mà lại bị phân hóa, nước Ý
ở bên cạnh nước Áo và nước Pháp, rồi nước Ai Lao và Cao Minh ở bên cạnh nước Thái Lan và nước Việt Nam. Thế thì tương tự như vậy, Việt Nam mình cũng ở bên cạnh cái nước Trung Hoa, là nước vĩ đại, lúc nào cũng muốn xâm lăng mình. Nhưng mà chúng ta cũng may là tổ tiên chúng ta và các nhà lãnh đạo đất nước hiện nay đã biết mềm dẻo. À, khi nó xâm lăng thì mình chuẩn bị đánh nó, nhưng mà mình thắng rồi thì mình giữ cái, vẫn giữ cái thế yếu, chèo cống nó hay là hòa giải nó. Thành ra như là nhà Trần đánh bại quân Nguyên ba lần, nhưng mà rồi mình thắng rồi, nhưng mà mình vẫn giữ cái thế lép để mà chèo cống nó. Rồi vua Quang Trung đánh bại nhà Thanh cũng đại thắng nó, rồi cũng lại giữ lép chèo cống. Rồi các nhà lãnh đạo của chúng ta, của chính quyền hiện tại, trước hết là dưới quyền lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh, sau này là những người kế tiếp, dù rằng mình đã đại thắng quân Pháp, nhưng mà mình vẫn nối dạ tiếp với nó. Mình đã đại thắng quân Tàu vào năm 1979, nhưng vẫn giữ hòa hiếu với nó. Là nhà lãnh đạo của Việt Nam, các nhà lãnh đạo của Việt Nam bây giờ là họ thi hành chính sách gọi là 4-0, không liên kết với lại một nước nào hết, không để không liên kết nước nào để mà chống một nước khác, không cho nước nào lập căn cứ quân sự, không chủ trương đánh chiếm một nước nào làm thuộc địa, và còn cái không nữa thì tôi không nhớ. Như vậy là nhà lãnh đạo của chúng ta rất là khôn ngoan, trong khi một cái nước yếu như là nước Ukraine ngày nay, thì ở bên cạnh nước Nga vĩ đại như vậy mà anh lại còn không những khiêu khích nó, mà lại còn mưu đồ đem các thế lực thù địch của Tây phương là NATO vào đóng quân ở đất nước. Và nhất là anh lại khiêu khích theo cái bài viết của ông thượng nghị sĩ phe tả của Tây Đức, nói rõ rằng là chính quyền hiện tại đã sử dụng cái đám Kitô giáo thân Tây phương để mà làm cái những cái đội quân khủng bố, tìm cách giết những người Kitô giáo và theo chính thống giáo mà gốc Nga. Do đó cái chuyện nó xảy ra từ năm 2014 cho đến ngày nay, chắc là nhà lãnh đạo Nga, tức là ông Putin, đã làm đủ mọi cách mà không giải quyết được. Cuối cùng thì cái gì xảy ra nó đã xảy ra, tức là ông Putin phải đem quân sang đánh chiếm nước đánh nước Ukraine và sát nhập mấy cái tỉnh mà có dân gốc Nga vào nước Nga. Đó là cái lý do, là nguyên nhân. Vậy thì các nhà lãnh đạo của chúng ta khôn ngoan tránh được những cái điều đó. Nhưng mà kẻ thù của chúng ta thì nhiều lắm. Thí dụ như là Trung Quốc lúc nào cũng là kẻ thù, nhà lãnh đạo cũng là mềm mỏng. Pháp cũng là kẻ thù, Đức, Mỹ cũng là kẻ thù. Thời kỳ Mỹ mà là kẻ thù thì không những là Mỹ xâm chiếm Việt Nam, Pháp xâm chiếm Việt Nam, là hai thời kỳ đó thì họ lại có cái quốc gia thành viên của NATO đứng về phía họ. Thí dụ như là khi Pháp đem quân sang tái chiếm ở Việt Nam thì chính là nước Anh là thành viên của NATO, là ủng hộ thằng Pháp, giúp thằng Pháp đem quân tái chiếm Sài Gòn. Chính cái thằng Mỹ là Việt Nam, cụ Hồ Chí Minh đã 7 lần viết thư gửi cho Tổng thống Truman, nhưng mà ông vẫn ngoạch mà đi, và cuối cùng thì ông lại viện trợ cho Pháp đánh Việt Nam, mà Mỹ cũng là thành viên của NATO. Rồi Canada cũng là thành viên của NATO thì cũng ủng hộ. Như vậy là chúng ta nhờ tài lãnh đạo của cụ Hồ đã kiên quyết đánh bại được Pháp, nhưng mà âm mưu của Vatican với Mỹ đã đứng đằng sau Hội nghị Geneva, chia cái đất nước mình đã làm hai, và thế của họ đông quá, thành ra sau đó chia rồi thì họ lại vi phạm cái hiệp định Geneva năm 4 để mà biến Việt Nam thành một quốc gia riêng để Kitô hóa cái nhân dân Việt Nam. Nhưng mà cuối cùng họ đồng thời thì họ lại lập ra cái phòng thủ Đông Nam Á vào tháng 9 năm 1954 để mà bảo vệ Việt Nam. Nhưng mà cái lòng cương quyết của các nhà lãnh đạo
của chính quyền Việt Nam và nhân dân ta phát động cuộc chiến giải phóng Việt Nam, và lòng kiên trì và lòng ái quốc của chúng ta đã đại thắng và thống được nhất được cái ngày thống nhất đất nước vào ngày 30 tháng 4. Cái điều này là rất là tin mừng cho đại dân tộc ta. Tôi đã viết cái bài, đây là cái bài mà tôi viết đã đưa lên sách hiếm. Cái tên cái bài viết đó là Giá trị và tầm quan trọng của ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4. Chúng ta rất là mừng, nhưng mà những người mà bị Vatican điều khiển với lại các ông cờ vàng ba dòng đỏ thì là gọi là những ngày quốc hận, là những ngày mất nước, là những ngày tháng tư điên. Thế thì chúng ta phải cương quyết loại trừ những cái phần nào, phần tử nào mà còn ngoan cố, nhất là những cái tập đoàn mà lật sử với lại những cái tập đoàn mà còn tiếp tục chiến đấu với lại cái bọn Việt Tân và cái bọn tôn thờ Ngô Đình Diệm, thì chúng ta phải cố gắng đoàn kết và chống lại cái bọn đó đến cùng, và yêu cầu nhà nước phải tìm đủ mọi phương cách để loại trừ những cái phần tử đó ra khỏi nhà nước, ra khỏi chính quyền và ra khỏi đất nước Việt Nam. Đó là tôi nghĩ rằng như vậy, tức là phải theo các nước Tây Âu và các nước, tất cả các quốc gia thế giới đã có kinh nghiệm với cái giáo chiều Vatican như thế nào, và họ đã thi hành những cái biện pháp đối với Vatican như thế nào. Thì tôi đã viết trong cái đề nghị mà có ghi ở trong cái tâm thư thứ hai gửi nhà nước Việt Nam, đó là cái nguyện vọng của tôi. Xin nói đến đây là đủ. Cảm ơn bác Quang, xin mời anh Cầm đi. Để tiếp lời bác Quang thì hãy nói lời dở là tôi đang sao ông nói gì? Anh Cầm bị mất tiếng. Chốc nữa xong rồi cho tôi giới thiệu cái bài nhạc của anh Trần Đức Tâm nhé. Anh Cầm có thể cái wifi của anh hơi yếu. Ok rồi, được rồi, anh Cầm nói đi. Ok. Anh Cầm phát biểu. Rất là xúc động. Lần đầu tiên đi về Việt Nam và chứng kiến cái cảnh mà tất cả người dân ở trong nước hưởng cái lễ ăn 30 tháng 4 ngày thống nhất hai miền đất nước, và mình chứng kiến tất cả mọi người dân ở trên khắp mọi miền đất nước họ rõ ràng là hân hoan, và họ cái sự vui mừng của họ càng ngày càng lớn hơn. Ngày xưa nước nghèo thì ăn nhỏ, càng ngày đất nước mình nó càng cái ngày 30 tháng 4 nó càng lớn ra, là bởi vì cái đời sống của người Việt mình nó càng ngày nó càng trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi thấy ai cũng giàu, ai cũng có xe, ai cũng có xe hơi, chứ không có xe Honda đâu nha. Ai cũng xe, bị xe bốn bánh ở Việt Nam mình nó quá trời quá đất luôn, mà tôi sợ tôi không có dám đi nữa. Có nghĩa là đi kẹt đường kinh khủng. Và hiện giờ cái tuyến đường mới mở là cái tuyến đường Phan Thiết, dầu dây Phan Thiết mà nó mới là thành lập, mới gì khai trương ngày hôm qua đó tôi. Mà nó đã kẹt cứ ngắc, người ta háo hức người ta đi tới cái tuyến đường đó để người ta đi tham quan á, kẹt cứ ngắc 5-6 tiếng đồng hồ luôn đó. Nói chung là bây giờ các bác thấy tôi đang ngồi trên xe, và hiện giờ tôi cũng đang đi du lịch ra biển gì vậy, La Ghi vậy? La Ghi để mà đi chơi ghê không xuống qua đó. Thì tôi nói thiệt anh ơi, vậy các bác mới hiểu cho tôi rằng tôi rất là cực khổ, và tôi bị mất cái sự tự do nhân quyền là không ăn cũng bắt ăn, rồi không đi cũng bắt đi. Và tôi đi về tôi về thấy tôi vui đúng không, có nghĩa là không có cái nỗi niềm gì mà cũng vui cho bằng cái chứng kiến được một cái ngày lễ 30 tháng 4 nó đầy ý nghĩa thi vị như vậy. Và tất cả mọi người, và từ nam phụ lão áo, là người có xe nào đi xe đó túa ra những cái bãi biển, bởi vì những ngày nay thì ở thành phố rất là nóng, nhiệt độ nó lên cũng khoảng 38 độ có, rất là nóng. Bây giờ trong sẵn cái dịp lễ này, tại mà hôm nay là lễ Long Weekend, lễ 5 ngày đó. Cho nên vì đó họ đi rất là đông, và đi ra rất là ra bởi vì bởi vì thế đấy. Thì mình chỉ có mấy vài lời thì cảm nhận trong cái buổi lễ ngày 30 tháng 4 như vậy thôi. Và tiếp lời bác Quang thì mình cũng rất là sung sướng cái ngày lễ độc lập của đất nước mình hai miền Nam Bắc.
mà thuộc coi như là không còn bị chia cắt nữa bởi chiến tranh là bị ngoại bang xâm lấn. Thì mình chỉ biết nói vậy thôi, nhường cho chị Châu đi, rồi xong rồi tới anh Tuấn nha. Vâng, rồi. Có gì rồi, ok. Dạ, cảm ơn anh Cầm và quý vị ở trong nước khi mà nghe chúng ta ở ngoài này đón chào 30 tháng 4 thì người dân ở trong nước rất là nôn nao và rất là trông ngóng chúng ta. Trong đó có nhạc sĩ Trần Đức Tâm thì ông có gửi lên cho chúng ta một cái bản nhạc mà như tôi đã post lên đó. Và xin quý vị nghe cái bản nhạc ông ấy nhé. Một người đã từng đi nhiều nơi, khi về già mới trở về quê nhà. Hàng làng xóm đánh hỏi thăm nơi nào là nơi đẹp nhất, New York hay Bali, London hay Berlin, nơi nào là nơi đẹp nhất. Bạn ơi nơi nào cũng đẹp lắm, nhưng đẹp nhất là nơi quê nhà. Bạn ơi nơi nào cũng đẹp lắm, nhưng đẹp nhất là nơi. Ngoài đã từng mơ, mơ thành người dân Việt khi thức dậy. Tự hào tổ quốc 1000 năm, nay lại sạch bóng ngoài sông. Sức sống trên đôi chân, sức sống trong đôi tay. Bây giờ là lúc dừng xây. Đẹp nhất khi được xây tổ quốc, nhất là tổ quốc Việt Nam anh. Xây tổ quốc, nhất là tổ quốc Việt Nam anh hùng. Đẹp nhất khi được xây tổ quốc, nhất là tổ quốc Việt Nam anh hùng. Dạ tôi để cắt ngắn lại đại khái cái bài nhạc này là anh ấy cảm ơn và xúc động, cảm ơn những người Việt ở hải ngoại có lòng nhớ đến nước nhà ở bên trong nước. Thế thôi, chút nữa chúng ta có thể hát cái phần cuối cùng. Và bây giờ xin tới phiên người khác đi, anh Tuấn hay là... Mời anh Tuấn, mời anh Tuấn. Cái bản nhạc này là của anh Tâm hả chị? Anh Trần Đức Tâm. Trần dạ. Đức Tâm. Xin chào anh. Trước hết là chào anh Song Phạm, chào anh Cầm, chào Bắc Quang, chào chị Lâm Phú Xuân và chào anh Trần Đức Tâm. Lý Thái Xuân. Lý Thái Xuân. Chị Lý Thái Xuân và anh Trần Đức Tâm cho cái bản nhạc rất là có ý nghĩa. Mình chưa nghe được nhiều nhưng mà như vậy là cũng quá tốt rồi. Lộn tên chúng mà hầm hè ghê vậy. Thôi không sao mà, mình bị ăn hiếp quen rồi chị. Bây giờ vào ngày 30 tháng 4 năm này, tức là 48 năm, thì riêng mình á, thì mình có cảm tưởng cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày tất yếu của đất nước. Việc thống nhất của đất nước là chuyện tất yếu. 30 tháng 4 không thể nào mà không ngày 30 tháng 4 này thì ngày khác cũng phải là ngày thống nhất đất nước. Bởi vì đất nước Việt Nam mình là một thể thống nhất từ Nam ra Bắc, từ Bắc vô Nam. Đấy là cái ý nghĩ của cái nước Việt Nam trước nay là như vậy. Không thể nào cái nước Việt Nam mình mà lại chia cắt được. Cái chuyện chia cắt là do tồn tại của thực dân Pháp, sau đó người Mỹ can thiệp, của người Mỹ can thiệp vào đất nước, cho nên đất nước nó bị chia cắt. Ngày 30 tháng 4, cái nước Việt Nam mình nó chia làm đôi á, là vì không phải như nhiều người nói là vì Việt Minh âm mưu với Pháp
mà chia đôi đất nước. Tôi thấy cái luận điểm đó là tôi bác bỏ hoàn toàn, là bởi vì Việt Minh, tất nhiên là chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thắng trong trận Điện Biên Phủ, người Pháp thua, người Pháp phải rút quân, người Pháp phải rút khỏi Việt Nam. Nhưng mà người Pháp họ muốn có một cái hiệp ước, một cái hiệp định để họ ở lại 2 năm để chuẩn bị rút quân, không có phải là bỏ chạy ra biển mà chết như cái gì. Cho nên Việt Nam và Pháp ký một cái hiệp định Geneva, trong đó có một cái việc chia về cái biên giới quân sự để cho người Pháp rút quân, và người trong Nam với người chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cùng hợp nhau và làm một cái cuộc trưng cầu dân ý để thống nhất đất nước. Cái này đáng lẽ là sau khi ký hiệp định Geneva thì đáng lẽ người Pháp phải rút hoàn toàn và Việt Nam sẽ lấy hết. Nhưng mà trong cái tình thế của sau trận Điện Biên Phủ, chính phủ của ta, tức là chính phủ của cụ Hồ, cũng có cái vấn đề là mình cũng nhiều cái sự không được nói chung là chưa đủ mạnh để mà thống nhất đất nước ngay khi đó, bởi vì và ngay khi mà được thống nhất rồi á, được ký hiệp định rồi á, là người Pháp phải rút lui, cũng giống như là hồi xưa mà Nguyễn Lê Lợi mà kháng chiến 10 năm đuổi được quân nhà Minh, thì Vương Thông, tất nhiên là người đó là coi như một vị quan coi miền giao chỉ thời nhà Minh, thì ký hiệp ước với ông Nguyễn Trãi để mà rút quân. Thì cũng giống như người Pháp vào Việt Nam với chính phủ Việt Nam Dân Chủ, cho nên không có cái chuyện là hai quốc gia trong này. Và cuối cùng thì Vương Thông á, vi phạm cái hiệp ước là báo vào nhà Minh để nhà Minh đem Liễu Thăng ra. Khi đó một trận đánh cuối cùng là Liễu Thăng bị chết, thì lúc đó cả cái quân nhà Minh phải rút lui khỏi Việt Nam. Thì cũng giống như là tạm thời Pháp ở lại như là quân Minh và sẽ rút quân trong vòng 2 năm, nhưng mà khi mà người Pháp rút quân thì lại người Mỹ họ can thiệp vào trong cái chiến tranh này, và họ tạo ra một cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa do ông Ngô Đình Diệm, sự thật là chỉ là một quân bài của Mỹ thôi. Chính vì cái điểm đó, cuộc chiến nó kéo dài đến 21 năm sau, nước Việt Nam mới được thống nhất, đó là ngày 30 tháng 4. Đó là tôi nghĩ là cái luận điểm đó là cái việc này là tôi thấy là đúng đúng đắn nhất, là không có thể nào làm hai quốc gia được. Đây, và cái thứ hai nữa, cái luận điểm tôi bác bỏ là cái ngày 30 tháng 4 ấy, nhiều người bây giờ cứ nói là ngày Tết độc lập, tôi nghĩ không có phải là ngày Tết độc lập, đó là ngày thống nhất đất nước, ngày Tết thống nhất, ngày Tết giải phóng toàn bộ miền Nam để hợp với Bắc Bẹ là miền Bắc. Cái đó mới là cái luận điểm đúng đắn, chứ không phải là Tết độc lập. Độc lập mình có một ngày độc lập là ngày 2 tháng 9 rồi. Cái nước Việt Nam có ngày, cho nên cái luận điểm mà nói là 30 tháng 4 là ngày Tết độc lập thì tôi nghĩ chắc tôi không có đồng ý. Cái thứ ba là cái luận điểm mà nói rằng là tuyển cử năm 1956 đáng lẽ phải xảy ra. Vì không xảy ra là do chính phủ Ngô Đình Diệm về Mỹ không ký hiệp định Geneva. Cho nên nói rằng là họ không thi hành vì họ không ký. Cái điều này nó hơi không thực tế, là đúng theo tất cả những cái gì mà anh lấy cái di sản của cái hiệp ước Geneva thì anh phải thi hành cho dù anh không ký. Nhưng anh đã lấy cái miền Nam, anh quản lý cái miền Nam thì anh vẫn phải thống nhất. Cho nên cái luận điểm giống như là người ta mua một căn nhà, ông cha mua căn nhà xong rồi ông cha giao cho đứa con nó lại không trả tiền nhà, nó nói vì lý do là ông cha ký chứ không phải tôi ký. Cho nên cái chuyện luận điểm mà nó Ngô Đình Diệm và Mỹ không ký cho nên không thi hành cho nên là cái điều sai trái hoàn toàn. Còn hiệp định Paris thì là người Mỹ thua,
ký hiệp định quân ngoại nhập phải rút ra khỏi nước Việt Nam. Quân ngoại nhập là ai? Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Còn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, quân đội nhân dân miền Nam, Việt Nam là dân Việt Nam, cho nên ở tại chỗ đó. Là tôi thấy như vậy là ngày 30 tháng 4 chắc chắn là ngày Tết thống nhất của dân tộc Việt Nam. Tôi xin dứt lời. Cảm ơn anh Tuấn. Mời chị Xuân nói lại cái bài hát của anh Trần Đức Tâm đi anh. Chị chị. Thôi, cái bài hát thì nói đủ rồi, nhưng mà còn có ai đây xem coi nào. Ông có ai ngồi ở trên đầu đây, có anh An Xuân Phạm, rồi ông Cầm, anh Tuấn, ông Đức chưa vô hả? Ông Đức không có vào, không có vào. Không thấy vào, chắc ông quên. Thế thì tôi thì có cái phần của tôi. Chị nói đi. Đó là lý do sao tôi mời chị. Tôi có cái phần của tôi là tôi nhận thấy thời gian mấy năm gần đây đó, thì cái phong trào chống cộng càng ngày càng nhỏ đi, càng ngày càng phai nhạt đi, càng ngày càng yếu đi. Và chúng ta thấy cái hiện tượng gần đây là dường như Ngô Kỷ đã im tiếng, không còn thắc mắc cái gì nữa hết. Và cái những cái sự kiện như là VinFast đã đem chuông đi đánh xứ người, đã khơi đã bước vào thị trường của Mỹ. Và cái sự kiện lớn lao đó dù cho có một số người vẫn còn leo lét, vẫn còn cố đấm ăn xôi, nói này nói kia, nhưng mà đường ta cứ đi, thì những cái Air Việt Nam hay là những cái hãng lớn của Việt Nam đó dần dần bước vào thị trường thế giới, và doanh nhân Việt Nam ở hải ngoại cũng mạnh dạn bắt tay vào việc, và người ta lo làm ăn, chúng ta lo làm ăn với nhau. Không ai ở không mà nói ông này cộng sản, ông kia không cộng sản nữa. Theo tôi là tôi nhìn thấy cái điểm như thế đó. Mong cho tất cả những cái tốt lành đến với đất nước của chúng ta sẽ được bền vững, bởi vì nếu mà không có bền vững là sẽ không có tốt. Do đó là chúng ta tiến từ từ, chậm chạp, chắc chắn. Và chị yên tâm, chị yên tâm đi, tôi gài hết rồi ha. Rồi ok, bữa nay là có anh Cầm là vui, và rất là tiếc là thiếu anh Đức gì Đậu Bạc. Ông đổi tên rồi, ông gọi là ông rồi gọi là Đức Hùng Quốc Việt chứ, Hùng Quốc Việt. Trời ơi, là trẻ ơi, cái tên cũ của ông quen rồi, cứ gọi thế thôi. Nhất Đậu Bạc thôi. Chào nha, chào quý vị. Chào tất cả mọi người. Rồi. Xin chào quý vị đồng bào. Vâng. Xin chào tất cả quý vị ở trong nước, ngoài nước. Dạ.